chắc chắn là thuộc về mình. Xin chúc mừng Anna nha. Xin cảm ơn mọi người. Được thôi. Em gái về trong đường đó, phải tới mới được. Nè cô em ạ, à, tặng em bông hoa nè. Cảm ơn cậu. Lại cây ngựa cho anh đi. Anh là khách quen ở đây. Thiệt ngại quá. Em uống đi nè, anh mời. Có chuyện gì vậy? Cô ta ngủ rồi. Nè, cô tôi xong rồi đó. Cầm lấy. Cảm ơn nha. Làm tốt lắm. Cái đầu của mình sao choáng váng quá vậy? Có phải là... cái gì vậy? Chuyện này không phải như vậy đâu. Trời ơi, mình còn mặt mũi nào nữa chứ? Anna, người xứng đáng với những điều đó. Sao số mình lại khổ như vậy chứ? Lẽ ra người đứng ở đó là mình chứ. Ui, đau quá. Anh không sao chứ? Cảm ơn đã cứu tôi. Hả? Thật sao? Lũ hèn hạ. Trời ơi, đói quá rồi. Anh dừng xe lại một tí nhá. Nè, cho cô nè. À, cảm ơn. Anna, có chuyện gì thế? Nói tôi nghe coi. Chuyện là... Nè, Lisa, mà uống đi. Cảm ơn cậu nha. Nữa nè, uống đi cho đỡ khát. Cảm ơn. Cậu đi nha. Trời, sao mặt mình tự dưng lại lên mụn thế này? Ôi không. Wow. Trời ơi, người đứa mình đẹp trai quá vậy. Có gì đâu mà cô ấy thích thú vậy nhỉ? Ui giời ơi, cái tí bát tí đĩa mà mãi không chịu rửa này. Này, dừng lại, đừng có xem nữa. Màu chân khai cho em coi. Trời ơi, muốn hồn quá. Suốt ngày idol, nhà cửa chả chịu dọn gì. Wow, idol best. Đẹp trai quá. Cái này là của mình. Cái này là của mình. Cẩn thận chứ cô gái. Hay quá. Em ngồi đi. Chồng em dễ thương quá. Này, dừng tay lại. Trời ơi, bạo lực thế. Mình về rồi. Tất cả lũ hết ra. Xấu hổ quá đi. Ai mà trả đồ? Em làm cái gì đây? Tôi thực sự là rất xấu hổ vì anh đó. Cô không dám nói gì với tôi à? Đây là idol của em mà. Chồng em không xinh đấy. Max là của mình. Max là của mình. Ơi, này, làm cái gì đây? Hello. Ôi giời ơi, em chưa mới được kìa. Xin chào. Hay là làm bạn diễn với tôi đi. Hai người tự đi chân chân với nhau đi. Thế mà đây. Trời ơi, Alex. Alex! Alex! Hả? Alex! Anh đẹp trai thiệt đó! Một chút nha!
thì em... Cô tìm tôi làm gì? Chạy theo cái tên idol của cô ấy. Alice, đợi em với. Đừng rời xa em mà Alice. Đừng khóc nữa. Anh ở lại đây với em rồi. Alice, anh đừng giận em nha. Em không cần idol nữa. Em chỉ cần anh thôi. Xem ta đây. Ê, ơi, cậu bóng mạnh quá. Không thể nỡ nổi được. Trời, cố lên. Mở, đùa thôi. Chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Cứu mình với. Cậu sao không? Cậu hả? Quá, đừng nháy mắt nữa. Đẹp trai quá. Mình đây đây. Ờ, cô ở đây, mình ở đây luôn hả? Nè, có sao không? Cảm ơn nhá. Hả? Đây là... Giảm đứa tao có đất à? Đấy, đùa một tí làm gì mà căng thế? Alice, bộ này có được không? Nhìn nè. Wow, chính như là tiên nữ. Cẩn thận. Nhạc sông quá đây, em nhảy cũng sông nữa. Xin chào mọi người, mình đến rồi. Wow, Anna. Ê, đi đâu vậy? Lui ra, Anna, em có muốn đi vô nhảy với anh một bài không? Nhảy nào, nhảy nào. Kêu tôi dây. Trời ơi, em nè. Không, không, mình không biết rồi. Em nè. Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Không xong rồi. Em nè, em dậy đi. Em nè. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Không có gì đâu. Đây, chỗ đây. Sao rồi, sao rồi? Mình lại tới không đúng lúc rồi. Em nè. Thôi bỏ đi. Em yêu. Edward. Ủa, cái gì vậy? Anh làm cái gì vậy? Tôi trả lại cho anh mà. Đó chắc gì đã là của tôi. Em đã rất thích anh vì anh đã giúp em đỡ bóng. Sau đó anh còn cứu em khỏi bể bơi nữa. Em thực sự rất cảm động. Cô biết ạ. Tất cả Alex đã cứu cô từ bé đến giờ đó. Thì ra sao ạ? Thằng kia. Ôi trời, nó tới rồi, nó tới rồi. Em ơi, em ăn kẹo đi. Alex, cảm ơn anh đã luôn ở phía sau em. Úi giời ơi, video hay thế chứ vậy. Úi giời, cái kéo toàn nhảy, toàn lắc thế này. Úi dẻo thế nhỉ. Dẻo quá. Nằm ở nhà xem TikTok này tuyệt vời. Suốt ngày TikTok. Ôi em đây à, em ngồi đi. Đừng tưởng tôi không biết nha. Alex, anh có yêu em nhiều không? Sao cơ? Chúng ta kết hôn đi. Kết hôn hả? Để anh xem nào. Đi thôi. Anh gì ơi, thằng này nè. Hả? Úi giời ơi. Em ơi, anh tới đây. Ôi không. Này. Hả? Úi. Ý, em có sao không? Không sao. Ờ, ở kia quán bar hay lắm. Mình ra đấy, làm vài ly đi. Được. Đi theo anh. Chỗ đấy vắng vẻ, ngồi nói chuyện. Không có tạp âm tí nào luôn. Tôi biết ngay mà. Đây, đến rồi này. Em ngồi đi.
Dạ, anh ga lăng quá. Em thấy anh có đẹp sai không? Đẹp sai nhất cái thành phố này luôn. Là còn tán gái nữa. Ủa, sao vậy? À? Ôi chết, rơi đâu mất rồi? Đâu nữa nhỉ? À, đây rồi. May quá. Này, anh bảo này. Hả? Anh ta làm cái gì vậy? À, ha, bọn kia. Ôi, cái gì đây? Không. Này, tao nhìn thấy mày có cái gì trong tay rồi nhá. Đưa đây. Không, không được. Cái này không đưa cho anh được. Mày bù lão. Mới chưa tới lại. Hả? Anh đó. Hả? Cẩn thận. Ôi, ôi. Ôi, sao nó khỏe đấy? Anna, sao ấy? Mau đi theo tôi. Mình đi theo mới được. Đi đâu vậy? Hả? Đây là đâu ta? Cái gì đây? Anna, hả? Em sẽ đồng ý lấy anh làm chồng chứ? Hai người. Thì ra là như vậy. Anna, cảm ơn em. Xin lỗi, mẹ đã hiểu lầm anh rồi. Wow, vui quá. Trời. Hả? Sao cậu quá đáng quá vậy hả? Ờ, xin phép đi trước. Cuộc thi bikini. Ồ, cơ hội của mình đây rồi. Hay quá. Mọi người hãy chiêm ngưỡng nào. Make some noise cho các cô của chúng ta nào. Hi. Để coi có hát được không. Xin chào mọi người. Trời ơi, tình thấu kiểu gì đây? 5 điểm. Nè, cậu uống nước đi cho tự tin. Cảm ơn cậu nha. Trời, cái giọng của mình bị sao vậy? 0 điểm. Có tác dụng phết ha. Tự lệnh mình rồi sao? Ăn nè hả? Anh nè. Ủa, gì vậy? Mau lau mồ hôi đi rồi lên sân khấu. Cảm ơn cậu hả? Có chuyện gì vậy nhỉ? Ôi, mặt của mình. Tới lại mình rồi. Úi trời ơi, xinh gái rất hay dày đẹp. Tặng em bó hoa này. Cảm ơn anh. Tìm đồ anh ấy ơi. Các cậu à, chuẩn bị trả thù thôi. Hả? Sao vậy? Ôi dồi. Wow. Ôi. Nào chúng ta cùng cũng ly đi. Cạn ly. Hả? Ui, anh là trông khác thế. À, em ơi, anh đi vệ sinh một tí, quay lại ngay. Dạ được. Cô ta xỉu rồi. Mau đưa cô ta ra đảo đi. Đây là đâu vậy? Tôi nữa. Đây. Tôi nữa. Đây à, từng người một để tôi đứng từng người một nha. Ơ, cái gì vậy? Hai người đã làm cái gì ở đây vậy? Tại sao? Tôi sẽ đi khỏi căn nhà này. Trời ơi, tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ? Đây là đâu vậy?
Ai đây? Ai đây cơ chứ? Cứu tôi với! Im lặng đi. Đi cho tôi. Hả? Cái gì vậy? Chuyện này là sao? Tôi bị một thứ gì đó hút. Rồi tôi ở đây. No. Làm ơn hãy giúp tôi đi mà. Alex, Alex. Anna. Tôi được rồi. Ok. Vậy cô mặc chiếc váy này vào đi. Từ giờ tôi sẽ là công chúa sao? Đúng vậy. Anna, Anna. Tôi đi đây. Anna, Anna. Đợi em. Tôi đi nha. Vậy cũng tôi. Tại sao bây giờ mới đến hả? Bà nói cái gì? Tại sao bây giờ tôi mới đến đây? Tôi còn bận làm những cái việc của tôi chứ. Nè. Hey. Chúa sao? Người đâu? Mau đưa cô ta ra ngoài cho ta. Mau thả người ra. Đứng lại Anna. Anh sẽ bắt được em thôi. Vui quá nè. Thì ra các người đang ở đây ư? Bọn họ đến kìa. Trời ơi. Mau trốn vào đây thôi. Ôi không, chúng ta bị bao vây rồi. Người còn gì để cãi không? Thì phải làm sao bây giờ? Có cách này. Dạ, lùi hết ra. Mau bắt cô ta lại. Dạ, tôi lạnh, tôi lạnh. Mau lên, mau lên. Chúng ta được cùn rồi. Làm sao bây giờ? Chạy đâu bây giờ? Chạy đâu rồi? Giết chúng. Dạ, tôi lạnh. Thôi đừng, đừng mà. Trời ơi, không, cô có sao không? Cô ta rất phiền phức. Chúa, mau chạy đi. Trời ơi, không ổn rồi, cô ấy. Mình đang ở đâu vậy? Anna, Anna. Anna, ai xin lỗi em, ai xin lỗi em, ai xin lỗi em. Em nhìn lầm rồi, đấy là Edward cơ mà. Chị lại trong mơ tôi sao? Leo, Leo, đỡ em bắt được chị đó. Em sẽ bắt được chị cho hai. Ờ, hả? Tới giờ ăn cơm rồi hai đứa. Ăn đi con. Thế cần con đi sao? Hết rồi con. Mẹ, thế mẹ ăn đi. Thôi, mẹ nhường con đó. Về tới nhà rồi. Anh làm gì? Này, cho tôi tiền mua thêm rượu đi. Tôi không còn tiền nữa đâu. Không cho à? Dở cái kiểu gì vậy? Anh quá đáng lắm rồi đó. Chúng ta ly hôn đi. Giấy ly hôn sao? Một ký được luôn nha. Anh Nga, đi theo mẹ. Mẹ, mẹ ơi, mẹ. Tới bao giờ mới giàu có được đây? Nghĩ đến cảnh ngày xưa, mẹ chỉ biết chăm lo cho Anna. Cái gì? Mẹ! Vào nhà đi con. Tại sao lúc nào mẹ cũng thương Anna nhé chị? Anna, giúp tôi một việc này đi. Đây chính là ảnh của cô ấy. Nếu anh đưa cô ta đến đúng vị trí tôi nói thì anh sẽ có được một số tiền lớn. Nghe đó chưa? Được, tôi hiểu rồi. Nhà cô ấy đây rồi. Ai vậy ta? Hả? Cái gì đây? Tôi tóm được cô ấy rồi. Lisa, tại sao có
người trở nên giàu có mà không nghĩ đến hai bố con chúng tôi. Cô có biết hai bố con chúng tôi phải khổ sở như thế nào không hả? Lisa, đừng như vậy mà. Nè nè nè, đưa tiền cho tôi đi, tôi xong nhiệm vụ rồi đó. Tiền đây. Cảm ơn nha. Chắc hàng coi. Trời, cô dám qua mặt tôi hả? Tiền đây. Lisa, chị và mẹ vẫn luôn lặng lẽ theo dõi hai bố con đó. Mẹ vẫn luôn để tiền ở trước cửa nhà như vậy. Mình có tiền rồi. Anna, em sai rồi. Lisa, anh tới rồi đây. Ờ, anh đến rồi hả? Nhớ quá đi. Sao vậy? Thận trọng chứ, anh có vợ rồi đó. Xin lỗi em nha, xin lỗi em. Anh đang giấu giếm điều gì đúng không? Anh có cái này dành cho em nè. Cái gì đó? Em thích nó không? Yêu quá đi. Anh nè, chúng ta vẫn làm theo kế hoạch nha. Được được, anh hiểu rồi. Cô ta ra rồi. Anh em đi đâu vậy? Em đi mua sắm ạ. Em muốn đi mua một chút quần áo. Em đi cẩn thận nha. Trời ơi, cái gì vậy? Anna, em đừng lo, anh vẫn sẽ yêu em thôi. Edward, anh đừng rời bỏ em nha. Edward, anh mau dùng trà. Trời ơi, trời ơi. Em làm cái gì vậy hả? Anh nói là không cần em giúp cơ mà. Em xin lỗi mà. Toàn nhiệt tình không đâu á. Tôi không muốn nhìn mặt cô nữa. Anh ấy về rồi sao? Tình yêu về nha. Anh làm cái gì vậy hả? Trời, cái gì vậy? Cô nhìn lại bản thân mình đi. Chân thì gãy, mặt thì mũ. Bây giờ anh ấy là của tôi rồi. Lisa, chờ anh rồi. Oh no. Edward. Tại sao chứ? Tại sao anh ấy lại phản bội mình? Đói quá. Gà rán tới rồi đây. Cảm ơn anh shipper. Này. Sao thế cô? Chuyện là chồng tôi đã ngoại tình với một cô gái khác. Anh ấy chê tôi. Tôi đau khổ lắm. Đừng lo, có anh ở đây rồi. Trời ơi, ai mà trông xinh xắn thế kìa. Là Anna đó. Anna ơi. Edward. Ủa, nhưng mà Edward, anh đã làm cái gì vậy hả? Mau đi vào đồ cửa sắt nhanh lên. Ổn quá. Wow, nhiều túi đẹp quá. So good. Váy kia xinh quá đi. Mình mặc lên chắc chắn sẽ đẹp. Mau bỏ cái tay ra, là tôi nhìn thấy trước mà. Mau bỏ tay ra. Hả? Alex, em nghe nè. Alo. Cái cô kia, cô làm tôi ngã rồi đó. Cái gì cơ? Em tới liền nè. Trời. Alice, em đến đây. Trời, cái xe của tôi hỏng rồi. Cô kia, tất cả là do cô đó. Tôi vào trước mà. Alice, anh cũng sao chứ? Alice, Alice. Lại có hai người ở đây này.
đau đầu quá. Em thơm miếng. Mau dừng lại. Cô làm cái gì hả? Thật là vô duyên quá đây. Làm gì kể tôi. Alex, ngủ đi nha. Một chút nhạc du dương chắc chắn sẽ dễ ngủ hơn. Anh ấy đẹp trai quá. Nhạc gì mà đau đầu quá vậy? Một tắt đi. Để nhạc này nè. Ôi trời ơi. Alex sao vậy? Đang ngủ đâu nè, tôi mở nhạc không này, đau hết cả đầu. Mình chỉ muốn vui vẻ thôi mà. Trời ơi, cô nghĩ mình là số 1 ư? Ơi, đưa đây. Mau nhận lấy. Cái gì thế này? Xong rồi. Ui giời ơi, hai cô biến khỏi nhà tôi ngay. Tất cả là do cô đó. À, gì vậy? Alex, em tới rồi nè. Anh chờ em mãi. Gì vậy? Vào nhà đi em. Alex. Hả? Mau vào đây. Có chào mẹ. Chào mẹ. Mẹ ơi, đây là bạn trai của con. Mẹ đồng ý cho chúng con cưới nhau nha. Ý, lúc đó thật là vui em nhỉ. Cái gì vậy? Mẹ có thôi đi không hả? Yêu ai thì yêu, nhưng không được yêu người này. Ơ, xe bị làm sao nhỉ? Ôi xong rồi. Đổ lốp rồi. Ơ. Ê, hôm nay 11 tháng 8 à? Trời ơi, cái bụng của tôi. Bây giờ tôi đã đến đây để tìm cách giải quyết. Anh chị ơi, qua ở nhà không ạ? À? Có chuyện gì vậy? Thôi, cô giúp tôi với. Vợ tôi đang mang bầu. Ok, mời em vào. Cảm ơn cô. Em ngồi đây nghỉ tí đã nhá. Nè, hai người dùng nước đi. May quá, cảm ơn cô nhiều. Cảm ơn cô. Cái nước này Anna. Từ từ thôi. Hả, ai đấy nhở? Hả? Này này, cẩn thận. Sao vậy? Xuất hiện bây giờ. Em ơi. Ở nhà hả? Nè, em có cái này cho anh coi. Thật sao? Chồng ơi. Hả? Qua nhà chơi đi. Xin chào nha. Dạo này khỏe chứ? Khỏe thì vẫn khỏe. Ôi chết. Ôi trời, điện thoại rơi rồi. Nè. Cái gì vậy? Trời ơi, anh làm cái gì sao lưng tôi vậy hả? Tại sao anh lừa dối tôi như vậy? Em ơi, anh xin lỗi. Cái bụng của tôi. Em ơi. Để yên, đừng lo lắng quá, mọi thứ cứ để em lo. Cái bụng của tôi. Cô ta không chịu đựng được lâu đâu. Nè, tiền đây. Trời ơi, mau sửa cô ta đi. Nhớ làm cho tốt đó. Được. Hai người cứ để tôi. Thời cơ của mình tới rồi. Cô em ạ. Làm ơn, tha cho tôi đi mà. Làm ơn, tôi xin anh đó. Trời, cô ấy đang mang bầu nữa. Chuyện là như vậy đó con. Mẹ, con xin lỗi.